Sau khi xem xong video, các bạn hãy nhớ vào wescan.vn, share game on để trả lời câu hỏi và nhận về vô số phần quà nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On. Trong video trước, bọn mình đã giới thiệu với 3 món trang bị mới của các tanker trong tiền mùa giải 2023 của Liên minh Huyền Thoại. Những món trang bị này đang trực tiếp ảnh hưởng đến meta của trò chơi. Các tướng đỡ đòn vốn đã được ưu ái rất nhiều trong các bản cập nhật trở lại đây, và giờ đây, lớp tướng này đang ngày càng bá đạo hơn. Trong số đó, trái tim khổng thần đang là cái tên khiến cho không ít người chơi phải cau mày ngán ngẩm. Đúng là 200 năm cân bằng game của Riot. Vừa cho một lượng máu vô cùng khủng khiếp, trang bị huyền thoại này còn mang đến một lượng sát thương vô cùng ổn, với mỗi đòn đánh đến từ nội tại sẽ gây sát thương theo máu tối đa của mục tiêu và tăng máu vĩnh viễn tương đương 10% sát thương đã gây ra. Không phải ngẫu nhiên mà ngay cả các xạ thủ hiện tại cũng đang lên món trang bị này như một lớp phòng thủ vững chắc để giúp họ có thể cà lướt trong giao tranh mà không sợ bốc hơi từ sớm. Vậy chẳng lẽ không có cách nào để giảm bớt sự bá đạo của nó hay sao? Cũng không hẳn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chúng ta hãy cùng xem chúng ta có thể sử dụng gì để có thể phần nào đó dễ thở hơn với meta có vẻ khá ung thư này nha. Lưu ý, đây chỉ là gợi ý và có thể sẽ không phù hợp với một số người. Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Bắt đầu thôi nào. Game on! Và để tham khảo thêm về mẫu laptop Gearbike G5 mới, các bạn có thể tham khảo ngay trên website fptshop.com.vn hoặc là quét mã QR code ngay trên màn hình. Cảm ơn và xin chào các bạn. Việc trái tim khổng thần cho thêm một lượng máu khủng ngang bằng với giáp máu ua mốc, nhưng cho thêm lượng máu cộng thêm tăng dần đều theo thời gian, thực sự sẽ khiến cho bất cứ ai cũng sẽ phải ái ngại khi đối đầu. Vì vậy, việc lựa chọn những vị tướng và trang bị có thể gây sát thương dựa trên phần trăm máu sẽ là lựa chọn phù hợp để đối đầu với các tanker. Chúng ta sẽ cùng đến với cái tên đầu tiên. Vâng, cô nàng waifu có vị trí sở trường là xạ thủ này được rất nhiều những con người lạc quan yêu thích bởi thân hình nóng bỏng, phong cách cool ngầu và lối chơi vô cùng hiệu quả. Nội tại đến từ chiêu W của Vayne, mũi tên bạc cho phép mỗi đòn đánh thứ 3 lên cùng một mục tiêu sẽ gây ra sát thương chuẩn theo phần trăm máu tối đa của đối thủ. Một số sim chúa vác cô thợ săn này lên đường trên để chờ thời. Về giai đoạn giữa và late game, thợ săn bóng đêm có thể cầm cây nỏ thần của mình đi khắp bản đồ và bắn tả tơi từng con tanker một. Với gươm suy vong và móc câu hải sản, chẳng cần quan tâm một con Susan kia có bao nhiêu quy, con Remus kia có bao nhiêu giáp. Với Vayne, chỉ cần có đồ thì không tính tiền. Chẳng cần ai bảo kê, với độ cơ động của mình, bạn có thể quẩy cực nhiệt trong giao tranh. Có điều là Vayne sẽ hơi khó chơi giai đoạn đầu, phải đảm bảo bạn đi lane ít nhất là không thua thì mới nói chuyện tiếp được. Một khi đã có những món đồ chân phái, tanh có là tướng nào đi chăng nữa thì cứ đưa mặt ra là bắn hết thôi. Cogmaw có lẽ không được nhiều game thủ lựa chọn vì thiếu độ cơ động, mà không những thế, cách tấn công của nó có hơi nặng mùi. Không những vậy, Cogmaw là một tướng siêu lết và rất khó nuôi, đòi hỏi bạn phải giữ vị trí tốt ở giai đoạn đầu trận đấu để không chết sớm. Và khi đủ trang bị, sinh vật đến từ hư không này sẽ làm cho bất cứ tanker nào cũng phải khóc thét. Chiêu W của Cogmaw, cao xạ ma pháp giúp hắn tăng thêm tầm đánh và gây thêm sát thương phép dựa trên phần trăm máu tối đa của mục tiêu. Chiêu Q Full Acid giảm giáp và kháng phép của mục tiêu, và Ultimate Pha sinh học cho phép hắn ta có thể phân hủy đối phương một cách nhanh gọn. Với bộ chiêu thức chuyên để đi diệt tanh như vậy, thật khó để có thể xem nhẹ khả năng gây ảnh hưởng lớn đến giao tranh của con bọ hư không này. Cogmaw có thể lên theo thiên hướng AD hoặc AP đều được vì chiêu thức của hắn tương tác với cả hai loại sát thương. Nhưng nếu muốn diệt tanh, hãy ưu tiên những món đồ như kim suy vong với lối lên sát thương và nỏ thần Dominic, cộng với điểm ngoặc nhịp độ chết người. Hãy nhẫn nhịn chờ đợi đến khi có hai món trang bị cho Cogmaw, bạn sẽ vừa lùa tanker team địch, vừa ném asset carry đối thủ mà không cần phải nể nang bố con ai cả. Combo này khuyến khích đi với hỗ trợ là Lulu để tăng độ cơ động vào kê cho Cogmaw, đồng thời tạo ra cặp Jukemaw huyền thoại một thời. Nữ kiếm sư đến từ Demacia luôn là hình mẫu lý tưởng về một đấu sĩ có khả năng đẩy đường mạnh và không ngán bất cứ ai trong một kèo solo nào. Với trường hợp của các tanker lên trái tim khổng thần, Fiora cũng tuyên bố mấy ông giặt hết ra cho chị đi lên. Những chiêu thức đã làm nên thương hiệu của cô như W phản đòn, Ulti đại thử thách, hay đặc biệt là nội tại vũ điệu kiếm sư và Q lao tới sẽ thực sự là nỗi ác mộng với bất cứ tanker nào.
Một người chơi Fiora giỏi sẽ biết cách làm như thế nào để thọc kê kiếm liễu sắc bén của mình vào điểm yếu của đối thủ, gây một lượng sát thương chuẩn khổng lồ, sử dụng phản đòn đúng thời điểm để dập tắt mọi ý định phản kháng của đối phương và làm đối thủ gục ngã trong chiếc đại thử thách một cách không thể hoa mỹ hơn. Với búa rìu sát thần và rìu mãng xà, đối phương càng nhiều máu, Fiora hồi máu càng kinh dị. Cứ vừa cầm kiếm đâm thọc liên tục vừa hồi máu như vậy thì chẳng cái tên nào dám đứng trước mặt Fiora và solo tay đôi cả. Đẩy lẻ đến chết cũng là một lối chơi và Fiora sẽ là cái tên giúp bạn push đường trên một mình một cách hiệu quả. Mình biết có thể gợi ý này sẽ dạy hư một số bạn, nhưng bạn cứ thử đi, sẽ hiệu quả đấy. Với việc lên AP, Varus có thể xuất hiện ở midlane hoặc đường dưới tùy vào chiến thuật của đội. Nhưng hãy nhớ, nếu pick Varus AD, team bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu sát thương DPS ở giai đoạn cuối ván đấu. Dù không khuyến khích lên AP, tuy nhiên trong meta tank quá khỏe như hiện nay thì lối chơi này vẫn có thể sử dụng được như một cách để diệt tanker vô cùng hiệu quả. Ngoài lối lên sát thương truyền thống, Varus khi lên AP sẽ mua nanh Nashor và các món trang bị khác như trượng hư vô hay mũ phù thủy Rabadon để tận dụng tối đa nội tại của W tiên độc. Theo đó, mỗi đòn đánh của Varus sẽ tích được một điểm tiên độc lên đối phương, tối đa là 3 điểm. Khi kích hoạt W, chiêu quy mũi tên xuyên phá sẽ được cường hóa và gây sát thương phép dựa trên máu tối đa của mục tiêu. Cộng thêm điểm tên độc cũng sẽ phát nổ và gây thêm một lượng sát thương phép đáng kể. Chỉ cần một sơ xích tội lỗi chính xác vào đội hình đối phương, đừng nói tanker, bạn có thể gạt nhẹ luôn cái pentakill với những pha gồng quy đầy uy lực ngay sau đó, hoặc đủ sức khiến các tanker đang phun cây máu phải cầm mình oxy, bấm B về nhà nếu ăn đủ combo. Từ đó hoàn toàn có thể làm chủ được giao tranh. Tuy nhiên với chất tướng, Varus cần phải giữ vị trí tốt để có thể khỏe mạnh bước vào giao tranh và xả sát thương với những pha R và quy chính xác, chống chỉ định cho những con người máu me lao đầu và mở giao tranh. Ở giai đoạn mùa xuân năm 2022, Hiraeus có một đợt điều chỉnh khá nhẹ khiến lối chơi nuôi chủ lực trở lại. Kale đã trở lại đấu trường chuyên nghiệp sau rất nhiều năm ngủ quên. Kale là một thiên thần luôn đi theo để bảo vệ chính nghĩa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và trong Summoner Rift, cô chính là vị tướng siêu lết, đúng là kiểu dù có khó khăn vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chân lý. Ở giai đoạn trước cấp 6, Kale cực kỳ yếu, bạn sẽ không thể nào chết hit với bất cứ con tướng nào. Bạn sẽ chỉ cầu mong chiêu E kiếm tinh hỏa hồi thật nhanh để kịp lát hit con xe. Tuy nhiên, khi cô ta đã đi qua một tuổi thơ khốn khó một cách êm đẹp, cô sẽ khiến cho tất cả phải quỳ xuống trước quyền năng của mình. Vẫn là chiêu E, chiêu thức cho phép cô nàng thượng nhân này gây sát thương theo phần trăm máu đã mất của mục tiêu, tức là càng đánh càng hăng, kết hợp với quy hào quang trừng phạt, giảm giáp và kháng phép của đối phương. Kêu sẽ khiến cho những tanker cứng nhất không thể thở nổi và nằm xuống dưới hào quang của cô ta. Cũng giống như với cóc màu, Kêu có thể linh hoạt với lối lên trang bị của mình. Nếu lên theo hướng AD, cũng giống như những vị tướng đã nêu ở bên trên, trang bị cần phải có là gươm suy vong và nỏ thần Dominic. Nên nhớ, các sóng lửa từ đòn đánh thường của Kêu có thể gây hiệu ứng từ các món trang bị, tức là mũ trụ nguyền rủa, trượng Faraday Lai hoặc mặt nạ đọa đầy Liandry cũng sẽ phát huy tác dụng trên đòn đánh thường của cô. Nếu vậy thì Kêu khi cầm trên người một cái nanh Nashor và một hai món trang bị mình nói ở trên, cùng với điểm ngọc nhịp độ chết người hoặc chinh phục, Kêu sẽ quạt tất cả như quạt trả, quạt từ nhà tới trường, từ AD đến tanker của team bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ phải nhẫn nhịn ở giai đoạn đầu trận để chờ đến khi thực sự có thể trở thành dũng sĩ diệt tanh ở giai đoạn sau của trận đấu nhé. Và đó là toàn bộ những gợi ý của bọn mình về những vị tướng có thể khắc chế lại những con tướng trâu bò hiện tại. Bạn thấy meta hiện tại như thế nào? Có đáng để bỏ thời gian ra cày cuốc không? Hãy comment bên dưới cho bọn mình nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích, xin đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe cũng như ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào của Game On trong tương lai. Sau khi xem xong clip này, bạn hãy nhớ vào ngay wescan.vn/gameon và hoàn thành Game On Quiz để nhận quà tặng là Game Steam và Steam Wallet nhé.